Mày là con ngựa dòng cái thứ mà xấu, xấu từ trong trứng, xấu ra, xấu từ gã ba tới gã bảy, xấu từ thành thị tới nông thôn, xấu tới loại quỷ ôn cũng phải xả đánh mày mà không biết điều nữa ha. Bà chữ ai con ngựa? Chữ mày chứ chữ ai? Chữ ai con ngựa? Mày khỏi. Xin lỗi bà nha, chị không có ngựa. Trời ơi mày không ngựa hả? Trời. Mày không ngựa mà sáng sớm mày mặc đồ màu mè, mày lượn một vòng hả? Mày làm gì? Mày tính cặp trai hết trơn sớm này hay sao? Còn mày là cái gì hả? Mày là cái đồ môi dẫn, mày là cái đồ mà không có tiền, mày là cái đồ mà nghèo xác nghèo sơ, nghe không có mồng tơi để gớt, mày là cái đồ mà thích ganh tị với người không ta. Không có ai ganh tị chân mày á má. Thế à, tao nghèo mà tao không có đeo vàng như mày, giọng nước đeo vàng giả, ra tem cục. Kệ nó, chị đây vàng giả nhưng mà chị hãnh diện với đời, kệ chị cũng có vàng giả để đeo, giờ cũng tay vàng giả đây như chị đi hả nói chuyện. Thôi khỏi chị má. Chị nói cho em nghe nè. Mình sống nè, mà giờ thí dụ giờ nghèo cho sạch, mình gích, mình cho thơm, hiểu không? Giọng ngựa chứ mình không? Không có cái kiểu mà gọi là nghèo mà sang sảng lên như vậy, hiểu không cô bé? Mày sang sảng ha, cô bé gì đây? Hả? Không ngựa mà chửi lộn cũng ngựa nữa, gì mà lại không ngựa? Xin lỗi chị không có ngựa nhưng mà chị sang, hiểu không? Chị sang từ cốt cách, chị sang từ trên xuống dưới, chị sang từ trên đầu gối tới đầu chân, chị sang từ đầu chị tới đầu gối nghe thì nghe. Chị sang từ ngã ba tới ngã bảy, chị sang từ Bình Dương tới Long An, chị sang từ Vũng Tàu tới Quốc. Chứ như cưng hiểu không con bé? Thôi đi má, má có môn sang nền nhà, trốn nợ thì có á, giọng chứ sang. Kệ, người ta nói là cái gì, ngày xưa mở dãnh thì sang, bây giờ mở dãnh tăng quan, cửa nhà là cưng đó cưng. Nhìn kỹ đi, chị nào mà học cốt cách được con rồng con phượng đi, chị đi hãy nói chuyện nha, nha cô bé ơi. Mày mà con rồng con phượng hả? Mày có môn con lăng quăng á, mày là con mũi á, con ngựa. Bởi vì ta thấy cái đồ mà không biết điều, cái đồ gì đâu mà hung dữ, cái đồ mà không sang lên được, hèn gì không giàu lên được, nghèo hoài, suốt ngày ăn cơm với mắm, chấm cắt kho. Còn tôi, chị này cưng, ăn cơm sườn, hiểu không? Tôi ghét cái con này quá trời với trời. Trời đất ơi là trời. Tôi làm gì nhau? Thì tao nói gì đó, một lần nữa đi, tao quánh mày banh cái mỏ mày đó. Trời ơi. Thôi, bây giờ không sang, cái mỏ này không sang lên được. Mày coi nó kìa. Ví dụ như mình cũng phải sang trọng, mình quý phái, mình phải lên, mình phải lên một tầm cao mới. Ví dụ như mình đó, mình phải hiền từ lên, sống ở trên đời là phải hiền từ, phải dễ thương, phải bỏ qua tất cả những lời nói, những cái hành động của người khác để nhận được cái bài học cho bản thân mình. Suốt ngày cưng cứ sòn sòn cái gì không là nghèo hoài như cô bé. Ê, cốt cách của mày là con lăng quăng hả? Hả? Hay là con gì mà mày làm gì mày nói chuyện mà mày uốn éo như vậy? Kệ chị sang. Chị chửi lộn nhưng mà chị cũng phải sang, em hiểu không? Ủa, chị mày cũng coi nó kìa bích đó, mày coi nó kìa. Có giống con giáp nào trong thứ 10A không? Có chị đó chị. Chị là con giáp thứ 15, 16, con giáo thứ 17, 18, 19, 20, 25, 30, 35, 40 là chị đó chị. Mày nín họng ra nha. Chị bị chửi là đúng rồi đó, tại có cách lạ từ đó đi giờ rồi thì thôi nín đi. Làm gì nhau, có cái đường đi không à? Mà làm gì căng, chị muốn đi đâu? Ủa bé ơi, cưng sợ chị giật chồng bé hả? Muốn giỏi á, giữ chồng đi, nhốt chồng trong nhà xong xuôi, rồi đóng cái lồng nhốt lại, đừng cho thằng chồng ra ngoài, đâu không có ai giật, hiểu không? Biết sao không? Tại vì mấy người thường thường mà sợ người ta giật chồng mình là những người đó là xấu, không giữ chồng được. Những người già, những cái người mà gọi là đầu bạc nè, hai phía tóc này mà không biết điều nha. Cái mỏ như cái phô câu vậy đó mà không phải đi xúc phạm phô câu. Cái mỏ chị chay cái mũi tàu, chị biết mũi tàu không? Mũi tàu mà đi gây lớn sóng đánh và hai bên gớt hai cái mỏ ra ngoài. Đó là chị đó, chị nhìn cặp mắt chị đi nè. Người ta nói là mắt thì ti lý mắt cương, đàn bà cấp vợ, đàn ông thì cấp chồng. Nói gì vậy? Không, dạ. Mắt mà ti hí mắt lương, à không làm công nhân thì cũng làm mướn. Thôi. Ô, mà thôi khỏi đi làm. Thôi mày nín cái họng mày lại đi. Không quan tâm. Ví dụ gì trời? Nó lạng qua bên cái đường nhà tao hoài kìa. Thì bà chửi nó chơi. Ủa mắt cười qua đường tao đi mà đường chung mà chị. Ủa rồi mắt gì? Hả? Khi nào mà sang với em mới nói chuyện. Á mày coi đi, ngày nào nó cũng cầm điện thoại đi lượn một vòng à. Ủa nó tính hả? Cặp hết người này người kia trong xóm này hay sao vậy? Em mà cặp ai thì cặp, với em cũng không có cặp chồng chị đâu, biết sao chồng chị không có vé với em. Thì là mà chồng chị có vé đó, lúc đó hay nói chuyện nghe. Còn chồng chị là không có vé với em, về lo mà giữ chồng, về chăm sóc cái bản mặt đi, mặt nè, mặt gỗ nè, tàn nhang với nám chân chim đồi mồi. Đây đường nào đường gáy gì đường gây xe lửa. Mình kỹ đi, lỗ mũi thì tẹt, cái miệng thì chành bành, con mắt thì ti hí nha. Cái chân mày thì y chang như là hai cái cọng mà rau dứa mà cắt phân nửa gì đó. Nhìn kỹ đi nha. Còn lỗ tai chị y như lỗ tai chuột nha chị nha. Về nhà mà chuột gặm hai bên. Đó về nhà tự xử đi má nha. Về nhà giữ chồng, nhốt chồng vô cái lồng xong, đóng khung xong, đóng cửa nhà là đừng cho chồng đấu chân á. Đúng hôm nè cô bé yêu. Ôi quậy mày với bà đó, tôi ghét con này quá trời vậy trời. Thì bà quan tâm chi vậy trời, thì người ta mày coi kìa, nó chửi lộn mà cũng lấy ghét nữa kìa. Thì ai kêu bà nó chửi không cho tôi kịp chửi nó luôn á. Mẹ bà mày ra mày coi chừng tao nè. Bởi vì cái miệng xôn xổ không bằng miệng nhẹ nhàng nữa. Ủa liệu
nay không đi đâu chơi à? Dạ, bữa nay em ở nhà em không có đi đâu chơi trơn anh. Ủa lễ lộc mà không đi chơi? Dạ, tại vì làm biến đi á, tôi lại giờ ở nhà cho khỏe chứ ra đường á, xe cộ đông đúc mà. Hiếm có người như em á. Trời ơi, dữ vậy lễ sao? Lễ lộc tôi đi chơi với ai? Hiếm không? Hiếm dữ không? Hả? Hiếm dữ không? Hiếm thì kiếm đi, giỏi đi kiếm đi. Ủa, bà làm gì vậy? Làm gì? Hàng xóm nói chuyện nhau không được cái gì? Ở trong nhà mất mới đi, còn phải đứng đó là dịu làm gì? Gặp hàng xóm mày hỏi thăm. Hỏi thăm không? Có hỏi thăm không? Em muốn dọn mà bà ở. Ông muốn dọn mà ở đây tôi cho mà bà ở. Hàng xóm không hỏi thăm chút mà làm cái gì vậy? Hàng xóm gì mà dẻo bẹo hình đeo dạng vậy? Ê chị kia. Ê gì? Chị nói chuyện cho đàng hoàng nha chị, ai bẹo hình bẹo dạng? Hả? Cô bé? Mày coi lại mày coi mày có bẹo hình bẹo dạng không? Bẹo hình bẹo dạng gì? Chị nằm em đứng trước cửa nhà chị em nhảy cha 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 lúc đó mà đi là bộ vàng bộ vàng. Còn em quá là bình thường. Dọn thứ đâu mà thấy trai không được dẻo 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 dẻo. Ồ thấy trai không dẻo là đứt cọng dây hả má? Hả? Ủa cái xương sống của sang lên mà. Chị ơi sang lên sang lên. Làm gì? Bớt ghen đi chị yêu của em. Nha. Bớt tao, ghen đi. Tao không có ghen gì bởi vì ghen hoài ghen cũng cái nhà không có nóc để ở chị ơi. Cái gì nhà không có nóc ở? Coi lại nhà tao bự hơn nhà mày đó kìa. Nhà bự hơn thì cũng kệ chị. Nhà chị sắm đi. Ghen quá à, hèn gì. Trời ơi. Mất mệt hả? Mệt gì? Ở cặp dắt nhau chẳng lẽ đi ra nhìn mặt nhau chứ có giỏi thì chứ bưng cái nhà. Thà vậy. Nói nghe nè cô bé, nói nghe cô bé. Có giỏi thì bưng cái nhà chỗ khác đi. Lúc đó có ghen. Hiểu không? Còn coi á đem chồng người yêu chồng xích lại. Ý là mày nói sao? Ý là mày nói chồng tao sao? Là chồng tao là con gì mà xích lại hả? Thì đó, thì đừng có ghen. Ê, nói nghe nè. Đừng có chửi ai con quỷ này con quỷ nọ, trong khi đó mình là con gì, mình cũng là con người giống người ta. Thì mình cũng giống người ta thôi, mình cho mình giữ là con quỷ, thì mình đang nói chuyện với quỷ, mình là con gì. Mình là con ma, con su cà na, con ma mất ma, đây là bà đó má, con ma âm binh đầu đinh thắt bính mà trong nhà quan mà chết chủ là má đó má. Ông coi nó chửi tôi kìa. Vừa. Ai chửi? Ông Bình đó, ông Bình đó, ông dội mà bảo với nó đi. Hỏi thăm người ta có mấy câu. Không hề chửi nha chị, làm sao? Là có cách em sang chồng em quý phái, em vàng khè, em vàng có màu vàng. Rồi. Màu vàng tươi tắn, còn chị nhìn kỹ lại chị đi chị ơi. Cái mặt chị tâm đen xám xì, cái mặt chị âm binh đầu đinh thắt bính, cái mặt của chị á nha. Mà để tám nhân chè không hết thì có mắt chị đi sâu húm là suốt ngày ban đêm ngủ nha. Thức tới 1, 2, 3 giờ sáng là canh chồng mình, sợ chồng mình đi ngoài đường ở với người ta. Xong rồi ghé người khác, có ngày chúng quấn vô mặt chị xong đây nè, chị chưa hết đâu. Cái mặt chị sửa từ đầu trên sửa xuống dưới nè, cái lỗ mũi chị kìa. Sửa mà không điều lệch một bên đi chăng đừng gây xe lửa bị lệch với chị, nhìn cái miệng chị đi. Đi khử thăm môi mà thử quá điều nha, thử chỗ khăm chỗ hông kìa nhìn kỹ đi. Chỗ đỏ chỗ lụm chỗ lời cái môi chị như cục thịt bò vậy đó mà tao không thèm ăn nữa đó. Chị nhìn kỹ đi. Ông chửi tôi kìa. Vô đóng cửa lại. Ông gọi vậy ông bây giờ. Mà gây ra chị. Ông gây một cái tài cho làm cho tôi. Vô vô tôi đi công chuyện. Ông đi đi luôn nha. Trước khi ghen người ta má, cạo lông tay lông chân hay lông lông. Đàn bà con gái gì mà lông không thấy ghê. Làm gì? Vô đóng cửa luôn đi. Chị đang quạo đúng không? Đang quạo đúng không? Bớt quạo đi má, bớt quạo đi. Quỷ cái. Ai con quỷ cái? Tôi quỷ cái bằng quỷ đực hay gì? Hả? Mày chửi tao thì tao chửi lại, cá chịu. Mày dọn đi vô không? Trời ơi, bà ghen tôi vậy bà. Mắc mệt hả? Mày đi vô nè. Để tao chửi hoài cái gì? Quỷ cái. Vô. Làm gì ghen? Mắc gì ghen nè? Làm gì bạn? Ai đụng chồng bạn đâu? Ai đã chạm tới chồng bạn đâu? Chị đã chạm tới chồng bạn đêm hôm nói chuyện nha. Chứ hề đụng chạm chồng bạn luôn. Đặt ghen tuôn. Bà coi đi. Ê, cũng là màu vàng mà nhìn nó đẹp ghê ha. Còn như ai kia mặc đồ vàng nhìn vô tới đó nó phèn còn hơn cái gì nữa. Phèn gì? Phèn gì? Phèn ơi, chứ phèn gì? Ôi, chảnh chẹo quá lá hè bà ơi. Sáng nó chửi tôi. Bẹo hình, bẹo vàng. Già rồi bao nhiêu rồi đeo vàng ghê. Bắt đầu dẹo, 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 dẹo như gãy sóc lưng. Bà giữ chồng bà đi. Rồi cái bông hồng mà không có sang được xíu nào chứ. Nhìn bông hồng đẹp như nhìn ba con bằng nhiêu. Ba con là sao má? Ê, ba con gì má kia? Hả? Ba con gì? Chị nói gì đó em? Trời ơi! Em nhột cái gì? Không phải nhột. Ủa, có ba đứa ngồi đây chị nói con gì? Ờ. Bữa nay con người nó cái gì mà nói gì kìa? Là ba con sao má? Bà chị nói gì đó? Chị nói ba con là nhột, ba con nó chịu. Bà đứng gần mấy con bẹo hình bẹo dạng đó là bà lây đó. Trời lây à, trời. Vàng dữ ha. Biết dần thiệt hay dần giả không biết nữa. Bây giờ dần thiệt hay dần giả cũng kệ chị nha bé nha. Không có mượn quan tâm tới bữa cơm sáng nhà nhà cưng. Chừng nào mà chị liên quan nhà cưng cứ nói chuyện nha. Nè cái đống gác trên nhà đầu mình á thì mình về nhà mình quét giùm cái chứ khi mình nói chuyện của người ta. Nha ăn ở không ăn cơm nhà nói chuyện sớm thì nói cho bé nghe này bé nha. Bé mập nhưng mà biết điều xíu đi nha. Đá mập mà còn không biết điều, nhìn hai con mắt mày xám đen là biết rồi. Vậy cái mặt da nằm xám đen là suốt ngày ha. Ăn cơm nhà nói chuyện người ta không? Suốt ngày không có chuyện gì làm. Nói cho bé nghe nè.
bây giờ cứ nói chuyện người khác mà sau này xuống âm phủ với là cưa hai nấu dầu bé nha. Bây giờ bớt có nói chuyện hàng xóm đi nè, lo chuyện nhà mình, thằng chồng cứ kìa suốt ngày kìa, đi uống cơ uống cà phê với gái kìa, lo chuyện nhà mình đi, đừng có nói chuyện của người ta. Chị ta chưa đụng chạm tới mình không mắc khí mở nữa hết, chứ đừng nói chuyện của người ta. Chừng nào mà chị nói chuyện nó cưng nghe chị tán chừng mặt cưng rồi nha. Về nhà cạo cái chân mày, nói chuyện chân mày thì cộng lõm cộng lồi y chang cái hết này, cứ có giật chồng rồi thôi. Nhìn cái nhân chung cưng biết đi. Đây nè, chỗ bên này thì lõm bên đây lây lồi đó, nhìn cưng kỹ đi, không có giống con người, hiểu không? Trước khi nói chuyện của ta thế nào, nói chuyện của mình trước đi nha. Về nhà mình tắm rửa sạch sẽ, lên trên giường, về nhà soi cái gương, soi cái bóng mặt mình lại, mình giống người ta không? Mình đã không giống con người, đừng bao giờ chửi người khác nha, đừng nói chuyện của người ta. Chừng nào mà nói chuyện của người ta mà lo được ngàn nào nói chuyện của người ta nha. Về nhà suốt ngày đi bằng công nhân làm mướn, một ngày được 150-200 mà nói chuyện sớm quá trời đi. Ngày mai không biết có làm được không mà nói chuyện của người ta quá trời. Chị nói cho bé nghe là chị không có nói chuyện của người khác nha, chị không đụng chạm tới ai. Chị sang chồng chị quý phái bao nhiêu cưng, bằng đê tiện, bằng cùng xã hội, bằng cùng mà nằm dưới đáy xã hội luôn, nằm thấp kém hơn ta. Nói chuyện của người ta suốt ngày, nói chuyện chui rút, nói chuyện sau lưng người ta là sợ người ta, nằm dưới háng người ta mới sợ người ta. Có giỏi lại nhà chị nói chuyện trước mặt chị mà không tán cưng một phát cái mặt cưng mà không méo nữa mới lạ. Chị nói cho mấy đứa nghe nè, bớt đi. 1, 2, 3 ba con này là ba con nhiều chuyện như cái xóm này, ba con mỏ dảnh, ba con mỏ chè, ba con mà tam tai, ba con cặp năm cặp bia, con nhỏ này gắn hổ hành. Bớt nói chuyện của người ta nha. Chừng nào mà chị đụng chạm tới cưng đi, chị móc cái lách cưng đi, lúc đó cưng hay nhột, cưng mới gãi, còn chị chưa có làm gì mấy đứa hết trơn á. Bớt nói chuyện người ta nha. Xin lỗi cưng nha, chị có tiền mà, chị có vàng mà, chị có đầy đủ điều kiện mà, chị gãi anh ở không, chị làm gì? Trong thời gian chị rảnh rỗi chị đi làm, chị kiếm tiền, chị vàng chị đeo thêm nha. Chị có tiền chị mua đeo thêm, chị mua cơm mua gạo chị ăn, chứ không có nói ảnh nói chuyện người khác nha. Bởi vì tại sao mà suốt đời nghèo hoài là suốt ngày nhiều chuyện đi, nói xấu người khác là nghèo hoài đó má. Giỏi nói trước mặt chị nè, đây nè, chị đang đứng đây nè, chị đứng cho cưng nói trước mặt chị đi, lúc đó hãy có chuyện nha. Về nhà nè, kiếm tiền xong rồi sửa cái nhan sắc của mình, sửa cái nết mình lại, sửa cái đầu mình, tốt nhất là cắt cái đầu khác, gắn cái đầu vô nha. Đã không được đẹp rồi, đã mình cái bản thân mình như vậy rồi thì mình lo chăm sóc bản thân mình đi, đừng bao giờ nói chuyện người khác bé nha. Má yêu thằng yêu, khoan đi, chị nói cho bà biết rồi nha. Bớt có gan bậy ăn bậy nói bà mà đi nói xấu học điều chị ngoài người chợ nha. Chị nói mà chị nghe một lần nó mới tàn canh nó lạnh nha. Trước khi ghen người ta về nhà ha, mua kem mua phấn sức là cái bản thân mình, hơi sức của cái nết mình nó trắng chút xíu, đừng nói chuyện của người ta. Chị nói cưng nghe nè, cái mặt cưng á thì trứng là mụn nè, trứng cá trứng cút, trứng đà điểu trứng ngỗng không mà không chịu lo, mà suốt ngày chăm chút bản thân mình xíu đi. Đừng có nói chuyện người ta đã xấu mà không có duyên, mà kết cấu mà không hoàn hảo, thì chị nói cho mày nghe này nha. Một lần nó mày tàn canh nhớ lạnh mày với chị nha, chị nói gì đó. Chị nói vậy đó nha. Trời. Bỏ như mày. Người đó không được đẹp, nó còn xấu xa nữa. Có lẽ luôn rồi, nó lẽ luôn rồi. Có lẽ luôn rồi. Sao không? Trời ơi là trời, cái gì mà chửi luôn rồi, nó đang xong luôn rồi. Cái con nó chửi không lại. Nó chửi có cho ta chửi lại. Kẻ nó lại làm chi? Sao mà kẻ nổi? Có ai phụ không? Có người ta.